Chào mừng các bạn đã đến với video thuộc chủ đề số 2 và thuộc bộ video số 16 của kênh Ruby Show. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, và cụ thể là một món đặc sản đặc trưng của đất nước này, đó là món mochi. Thì mình chắc chắn rằng các bạn đều đã từng ít nhất một lần được lắng nghe đến tên của món này rồi. Nhưng mà trước khi bước vào nội dung chính của video hôm nay á, thì mình cũng xin phép được nói sơ lược một tí về món bánh mochi này. Tất cả những viên bánh mochi đều có vỏ bề ngoài dẻo mềm, dễ ăn và được làm từ bột gạo nếp hoặc gạo nếp dạ nhuyễn, được nhân đậu đỏ và kem lạnh. Ở Nhật Bản thì người ta thường ăn mochi như là một món ăn hàng ngày, và thậm chí là họ dùng mochi như là một vật phẩm để hiến tế thần linh vào những ngày lễ Tết, với một lời cầu mong cho sự may mắn, vui vẻ và sung túc. Trong video hôm nay thì chúng ta tất nhiên là cũng sẽ đề cập ở phần đầu là về món mochi, nhưng mà ở những đoạn sau á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một biến thể của mochi, đó là Sakura mochi, hay còn gọi là mochi hoa anh đào hay là cherry blossom mochi. Và hình dáng và nhân của tất cả những viên bánh Sakura mochi thì cũng giống như bánh mochi truyền thống, nhưng mà nó sẽ được biến đổi một chút về vẻ bề ngoài cũng như là nhân và cách trang trí nữa. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều đó trong bài viết trong video hôm nay nha. Món bánh Sakura mochi thì phù hợp nhất khi được dùng với trà đạo và được dùng khi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân. Và người Nhật vào mùa xuân thì họ thường xuyên là thực hiện những hoạt động này khi mà ăn món Sakura mochi. Thì chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu thêm chi tiết về tất cả những điều này trong nội dung trong bài viết trong video hôm nay nhé. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là Mochi hoa anh đào, thức quà xuân của người Nhật. Và mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là Sakura Mochi, Cherry Blossom Mochi, The Gift of Every Spring to Japanese. Mình xin được đọc lại tiêu đề tiếng Anh là Sakura Mochi, Cherry Blossom Mochi, The Gift of Every Spring to Japanese. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 1 của video này nhé.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 1. Tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng đến với phần số 2 và phần số 3 của video này nhé. Sakura Market or Cherry Blossom Market, the gift of every spring to Japanese. When the cherry blossoms begin to bloom, the Japanese come together and enjoy Sakura Market as a gift of spring to them. Market is a type of traditional Japanese flexible rice cake. This is a specialty that creeps into every nook and cranny of the Japanese's life. They usually eat market as a snack or consume it during Japanese tea ceremony. Market has many variations with different aromas and colors. Among these variations, Sakura Market or Cherry Blossom Market is appreciated by the Japanese whenever the cherry blossoms begin to bloom on the roads in Japan. For the Japanese, there is nothing more wonderful than eating Sakura Market while contemplating blooming cherry blossoms in every spring. All pieces of Sakura Market has a pink crust and is rolled in the leaves of the cherry tree. Sakura Market is made from glutinous rice flour, soft and characteristically light pink. The heart of all pieces of Sakura Market is usually buttery and sweet, and made from red beans. Cherry Blossom Market is divided into two different types, depending on each region in Japan. Specifically, all pieces of it in Kanto region, Japan has a crust made from flour and thinned, and is baked. Meanwhile, all pieces of it in Kansai region has the crust made from Demaja rice flour, and is steamed. Moreover, the crust of all pieces of Sakura Market in this region is also made from glutinous rice that is not crushed, so the intact grains of glutinous rice still appear in it after these pieces of Sakura Market are all steamed well. To make Sakura Market, the maker steams the glutinous rice, then mixes it with a little sugar and grinds them thoroughly with the mortar. This is the stage that takes the longest time to make the dough soft and smooth. To create a light pink color for pieces of cherry blossom market, the maker crushes and squeezes petals of the cherry blossoms to take their water out and give the dough, made in the first stage, a light pink color. Next, red beans are steamed, crushed and stirred well with sugar on fire to be sweet. Then, the dough, made in the first stage, is thinly spread, added balls of red beans, made in the third stage, wrapped and shaped into balls. Additionally, the maker often decorates a Sakura Market with a leaf of cherry tree or salted cherry to stimulate the eye. Like other Japanese gifts, Sakura Market is best enjoyed during Japanese tea ceremony. At this time, the acrid, buttery taste of matcha with green tea, combined with the light, nutty taste of market creates a nutty and sweet aftertaste on the eater's tongue. Sakura Market or Cherry Blossom Market is sold at traditional shops during every season of blooming cherry blossoms, viz. From February to early April. Sakura Mochi or Cherry Blossom Mochi, the gift of every spring to Japanese. When the cherry blossoms begin to bloom, the Japanese come together and enjoy Sakura Mochi as a gift of spring to them. Mochi is a type of traditional Japanese flexible rice cake. This is a specialty that creeps into every nook and cranny of the Japanese's life. They usually eat mochi as a snack or consume it during Japanese tea ceremony. Mochi has many variations with different aromas and colors. Among these variations, Sakura Mochi or Cherry Blossom Mochi is appreciated by the Japanese whenever the cherry blossoms begin to bloom on the roads in Japan. For the Japanese, there is nothing more wonderful than eating Sakura Mochi while contemplating blooming cherry blossoms in every spring. All pieces of Sakura Mochi has a pink crust and is rolled in the leaves of the cherry tree. Sakura Mochi is made from glutinous rice flour, soft and characteristically light pink. The heart of all pieces of Sakura Mochi is usually buttery and sweet and made from red beans. Cherry Blossom Mochi is divided into two different types depending on each region in Japan.
specifically on pieces of it in Kanto region, Japan, has the crust made from flour and tin and is baked. Meanwhile, on pieces of it in Kansai region has the crust made from Daumyoji rice flour and is steamed. Moreover, the crust of all pieces of sakura mochi in this region is also made from glutinous rice that is not crushed, so the intact grains of glutinous rice still appear in it after these pieces of sakura mochi are all steamed well. To make sakura mochi, the maker steams the glutinous rice, then mixes it with a little sugar and grinds them thoroughly with the mortar. This is the stage that takes the longest time to make the dough soft and smooth. To create the light pink color for pieces of cherry blossom mochi, the maker crushes and squeezes petals of the cherry blossoms to take their water out and give the dough made in the first stage a light pink color. Next, red beans are steamed, grilled, and stirred well with sugar on fire to be sweet. Then, the dough made in the first stage is thinly spread. Added bonds of red beans made in the third stage, wrapped and shaped into bonds. Additionally, the maker often decorate sakura mochi with the leaf of cherry tree or scented cherry to stimulate the eye. Like other Japanese gifts, sakura mochi is best enjoyed during Japanese tea ceremony. At this time, the acrid, buttery taste of matcha with green tea combined with the light nutty taste of mochi creates a nutty and sweet aftertaste on the eater's tongue. Sakura mochi or cherry blossom mochi is sold at traditional shops during every season of blooming cherry blossoms, which from February to early April. Mochi hoa anh đào, thức quà xuân của người Nhật. Khi anh đào bắt đầu nở, người Nhật lại cùng nhau thưởng thức sakura mochi như một món quà của mùa xuân. Mochi là bánh gạo dẻo truyền thống của Nhật Bản. Đây là đặc sản lên lỏi trong từng ngóc ngách đời sống của người Nhật. Họ thường ăn mochi như một món quà vặt hay thưởng thức mochi cùng trà đạo. Mochi có nhiều kiểu biến tấu với các hương vị và màu sắc khác nhau. Trong số đó, khi anh đào bắt đầu nở hồng rực các con đường ở xứ Phủ Tang, người Nhật lại cùng nhau thưởng thức sakura mochi hay mochi hoa anh đào. Đối với người Nhật, không có gì mùa xuân hơn việc vừa ăn mochi anh đào và ngắm loại hoa này. Bánh có lớp vỏ màu hồng cuộn trong lá của cây hoa anh đào. Sakura mochi được làm bằng bột nếp dẻo mềm và có màu hồng phớt đặc trưng. Nhân bánh thường là đậu đỏ ngọt bùi. Bánh mochi anh đào được chia thành hai loại khác nhau tùy theo vùng miền. Loại bánh ở vùng Kanto có vỏ bánh được làm bằng bột mì đem đi kéo mỏng và nướng lên. Loại bánh ở vùng Kansai thì có vỏ bánh bằng bột gạo Daumyoji rồi đem hấp. Lớp vỏ của loại này cũng được làm từ gạo nếp nhưng không dã nhuyễn mà vẫn để lại những hạt gạo còn nguyên hình dáng. Để làm bánh, người nghệ nhân hấp chín gạo nếp, sau đó trộn với một ít đường và đem đi dã nhuyễn bằng cối. Đây là công đoạn mất nhiều thời gian nhất để bột mềm và mịn. Để tạo màu hồng phớt cho bánh, ta phải nghiền cánh hoa anh đào để ép lấy nước, tạo màu cho bột. Đậu đỏ được hấp chín và nghiền nhỏ, xuyên với đường cho ngọt. Sau đó, bột nếp đã giã được dàn mỏng và cho viên đậu đỏ vào
bọc lại, nặn thành những hình cầu. Để cho đúng điệu, người ta thường trang trí chúng với một lá hoa anh đào hoặc một viên anh đào muối để kích thích thị giác. Cũng giống như các thức quả khác của người Nhật, Sakura Mochi phù hợp nhất để dùng khi thưởng trà đạo. Vị chát bùi của matcha, trà xanh kết hợp với vị thanh bùi của mochi tạo nên hậu vị bùi ngọt trên lưỡi. Bánh được bày bán ở các cửa hàng mochi truyền thống từ tháng 2 đến đầu tháng 4, trùng với mùa hoa anh đào nở rộ. Sau khi nghe hết pha nhạc thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vựng của video này nhé. Chị
Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, danh từ ghép cherry blossom có nghĩa là hoa anh đào. Từ số 2, động từ bloom có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là có hoa hoặc ra hoa hoặc nở hoa. Nghĩa số 2 là ở thời kỳ rực rỡ nhất hoặc là ở thời kỳ tươi đẹp nhất. Và nghĩa số 3 là đúc sắt thành thỏi hoặc đúc thép thành thỏi trong kỹ thuật. Từ số 3, danh từ gift có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là quà tặng hoặc quà biếu. Và nghĩa số 2 là năng khiếu, tức là tài năng tự nhiên hay là khả năng tự nhiên. Từ số 4, động từ creep có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là bò hoặc trườn. Nghĩa số 2 là đi rón rén hoặc lén hoặc lẻn. Nghĩa số 3 là bò hoặc leo. Nghĩa này thường được dùng để nói về cây dây leo. Và nghĩa số 4 là luồn cúi hoặc luồn lọt hoặc lên lỏi. Các bạn, đọc từ này là creep cũng đúng nha. Từ số 5, cụm danh từ nook and cranny có nghĩa là ngóc ngách. Từ số 6, cụm danh từ Japanese tea ceremony có nghĩa là nghệ thuật trà đạo Nhật Bản. Các bạn cũng có thể đọc từ này là Japanese tea ceremony cũng được nhé. Từ số 7, danh từ variation hoặc variation có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự biến đổi hoặc sự thay đổi hoặc mức độ thay đổi hoặc mức độ biến đổi. Nghĩa số 2 là sự khác nhau hoặc sự dao động. Nghĩa số 3 là biến dạng hoặc biến thể. Nghĩa số 4 là biến tố hoặc biến dị hoặc biến thể hoặc biến dạng trong sinh vật học. Nghĩa số 5 là sự biến thiên trong toán học và vật lý. Và nghĩa số 6 là biến tấu trong âm nhạc. Từ số 8, danh từ crust có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là vỏ bánh hoặc cùi bánh hoặc mẩu bánh mì khô. Mình xin đọc lại nghĩa này là vỏ bánh hoặc cùi bánh hoặc mẩu bánh mì khô. Nghĩa số 2 là vỏ cứng hoặc vỏ hoặc mai hoặc lớp băng tuyết hoặc vảy cứng. Nghĩa số 3 là vỏ trái đất trong địa lý địa chất. Mình xin đọc lại nghĩa này là vỏ trái đất trong địa lý địa chất. Và nghĩa số 4 là váng rượu bám vào thành chai. Mình cũng xin được đọc lại nghĩa số 1 là vỏ bánh hoặc cùi bánh hoặc mẩu bánh mì khô. Từ số 9, động từ tỉn có 8 nghĩa. Nghĩa số 1 là làm cho mỏng hoặc làm cho mảnh. Nghĩa số 2 là làm người đi hoặc làm người bớt. Nghĩa số 3 là làm loãng hoặc pha loãng. Nghĩa số 4 là làm thưa hoặc làm giảm bớt hoặc tỉa bớt. Nghĩa số 5 là mỏng ra hoặc mảnh đi. Nghĩa số 6 là gầy đi. Nghĩa số 7 là loãng ra. Và nghĩa số 8 là thưa bớt đi hoặc thưa thớt. Từ số 10 là động từ bake có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là bỏ lò hoặc nướng bằng lò. Nghĩa số 2 là nung. Và nghĩa số 3 là làm rám da mặt hoặc làm rám trái cây. Từ số 11, danh từ grain có 8 nghĩa. Nghĩa số 1 là thóc hoặc gạo hoặc ngũ cốc. Nghĩa số 2 là hạt hoặc hột. Nghĩa số 3 là một chút hoặc mảy may. Nghĩa số 4 là thớ gỗ. Nghĩa số 5 là tính chất hoặc bản chất hoặc tính tình hoặc khuynh hướng. Nghĩa số 6 là grain là đơn vị trọng lượng bằng 0,0648g. Nghĩa số 7 là phẩm yên chi để nhuộm hoặc màu nhuộm. Và nghĩa số 8 là bã rượu. Từ số 12, tính từ intact
có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là không bị đụng chạm đến hoặc không bị sứt mẻ hoặc còn nguyên vẹn. Nghĩa số 2 là không bị thay đổi hoặc không bị kém. Và nghĩa số 3 là không bị ảnh hưởng. Từ số 13, động từ grind. Mình xin đọc lại từ này là grind. Có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là xay hoặc tán hoặc nghiền hoặc giã. Nghĩa số 2 là mài hoặc rũa. Nghĩa số 3 là đàn áp hoặc áp bức hoặc đè nén. Nghĩa số 4 là quay, cối xay cà phê. Nghĩa số 5 là bắt phải làm việc cật lực. Và nghĩa số 6 là nhồi nhét. Từ số 14, danh từ motor có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là vữa hoặc hồ. Nghĩa số 2 là cối giã. Và nghĩa số 3 là súng cối trong quân sự. Từ số 15, động từ squeeze có 7 nghĩa. Nghĩa số 1 là ép hoặc vắt hoặc nén hoặc siết chặt. Nghĩa số 2 là trên hoặc ẩn hoặc nhét. Nghĩa số 3 là tống tiền hoặc bòn mót tiền của hoặc bóp nặng. Nghĩa số 4 là thúc ép hoặc gây áp lực. Nghĩa số 5 là nặn ra hoặc ép ra hoặc cố rặn ra. Nghĩa số 6 là in dấu tiền đồng lên giấy hoặc in dấu tiền đồng lên sáp. Và nghĩa số cuối cùng là chen lấn. Mình xin đọc lại nghĩa số 6 là in dấu tiền đồng lên giấy hoặc in dấu tiền đồng lên sáp. Từ số 16, danh từ ball có 7 nghĩa. Nghĩa số 1 là buổi khiêu vũ. Nghĩa số 2 là quả cầu hoặc hình cầu. Nghĩa số 3 là quả bóng hoặc quả banh. Nghĩa số 4 là cuộn hoặc búi. Nghĩa số 5 là viên. Nghĩa số 6 là chuyện nhảm nhí hoặc chuyện vô lý. Và nghĩa số 7 là tinh hoàn. Từ số 17, động từ wrap hoặc wrap có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là gói hoặc bọc hoặc bao bọc hoặc bao phủ hoặc gói hoặc quấn. Mình xin đọc lại nghĩa này là gói hoặc bọc hoặc bao bọc hoặc bao phủ hoặc gói hoặc quấn. Nghĩa số 2 là bao trùm hoặc bao phủ. Nghĩa số 3 là bọc trong hoặc nằm trong hoặc quấn trong hoặc gói trong. Và nghĩa số 4 là chồng lên nhau hoặc đè lên nhau. Từ số 18, động từ shape hoặc shape có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là nặn hoặc đẽo hoặc gọt hoặc tạo thành hình. Nghĩa số 2 là định hướng hoặc quyết định bản chất của cái gì đó hoặc có ảnh hưởng đối với cái gì đó. Mình xin đọc lại nghĩa này là định hướng hoặc quyết định bản chất của cái gì đó hoặc có ảnh hưởng đối với cái gì đó. Lại nữa nhé, là định hướng hoặc quyết định bản chất của cái gì đó hoặc có ảnh hưởng lớn đối với cái gì đó. Nghĩa số 3 là tiến triển hoặc phát triển theo một hướng nhất định. Mình xin đọc lại nghĩa này là tiến triển hoặc phát triển theo một hướng nhất định. Và nghĩa số 4 là làm cho quần vừa với hình dáng của cơ thể hoặc là làm cho áo vừa với hình dáng của cơ thể. Từ số 19, danh từ cherry có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là quả dâu tây và nghĩa số 2 là quả anh đào. Từ số 20, động từ stimulate có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là kích thích hoặc kích động hoặc khuyến khích hoặc khuấy động. Mình xin đọc lại nghĩa này là kích thích hoặc kích động hoặc khuyến khích hoặc khuấy động. Nghĩa số 2 là làm cho làm việc hoặc làm cho hoạt động. Và nghĩa số 3 là khơi dậy sự quan tâm của ai đó hoặc khơi dậy sự hào hứng của ai đó. Từ số 21, tính từ nerdy hoặc nerdy có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là nhiều quả hạch. Nghĩa số 2 là
có mùi vị của hạt khỉ hoặc có mùi vị bùi. Nghĩa số 3 là say mê hoặc thích. Nghĩa số 4 là hấp dẫn hoặc thú vị. Nghĩa này thường được dùng để nói về chuyện. Và nghĩa số 5 là điên hoặc quẫn hoặc khuất trí hoặc quẫn trí. Và từ số 22, danh từ aftertaste có nghĩa là dư vị hoặc hậu vị. Phần từ vựng số 4 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì các bạn bên cạnh việc biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì còn biết thêm được về món Sakura Mochi hay Mochi hoa anh đào nói riêng và món Mochi nói chung. Để chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng thưởng thức món Mochi khi có dịp đến với xứ sở mặt trời mọc đất nước Nhật Bản. Và qua đó thì mình cũng rất mong rằng các bạn sẽ biết thêm được một vài kiến thức về văn hóa của Nhật Bản nữa, để cho chúng ta thêm yêu quý đất nước này hơn. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn và xin chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin tạm biệt các bạn.